sau khi mình trồng đi các bạn ơi. Lá cứng rồi là khỏe rồi các bạn. Lá cứng đẹp khỏe luôn. Còn này Mepina nè, Mepina này rất là khỏe luôn rồi. Mình đã tách nó ra rồi. Cứ vô tay Maria là bị tách ra thôi. Nhưng mà tách ra thì các em rất là khỏe các bạn. Rất là đẹp luôn. Buckley Light, Buckley Light đây. Cái màu nó rất là đẹp luôn. Còn đây là Medusa lúc này đang ngủ các bạn. Medusa lúc này ngủ cho nên nó, lá nó khô bên dưới rất là nhiều và cái ngọn nó sẽ nhỏ lại. Nhưng mà đó là bình thường nha các bạn. Đây Medusa. Cúc va thì lớn rất nhanh luôn các bạn. Nay bự hơn bữa trước rồi. Đây là cây cúc va lần đầu tiên mình mua. Và em to đùng bên đó, rất là to luôn. Mình đã tháo cái cây ra rồi các bạn, thấy nó không phải khỏe rồi, tháo cây ra để cho nó bung lụa. Em bự bự của mình đã. Ươm lá rất là khó và rất là lâu lên luôn các bạn ơi. Đây mình có đây cúc va nữa đây. Và ở đây nữa. Rất là dễ thương luôn.